Có thai rồi thì phải làm sao đây? Hong Dae Jang, cậu học sinh trung học, quyết định từ bỏ trận đấu bóng rổ sắp tới, từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng vào đại học. Cậu nói với cô bạn gái Jung Ja Jung đang mang thai rằng, đừng khóc, em chính là tương lai của anh, cũng chính là tương lai của con chúng ta. Để nuôi chúng, Hong Dae Jang và Jung Ja Jung không thèm để ý đến sự phản đối kịch liệt của gia đình, mà lựa chọn bỏ học để kết hôn. Tuy nhiên, quyết định ấy lại khiến cho cuộc sống sau này của họ gặp vô vàn khó khăn. Sau khi kết hôn, Dae Jang phải đảm nhận trọng trách nuôi gia đình, nhưng bởi vì không bằng cấp cũng chẳng có quan hệ, nên anh chẳng thể tìm được một công việc tốt, chỉ có thể đi khắp nơi làm thuê qua ngày. Khó khăn lắm anh mới học được nghề sửa máy giặt và xin vào làm việc tại một công ty, nhưng ai ngờ, vất vả làm việc suốt 10 năm, vẫn phải cúi đầu khom lưng. Đến cuối cùng, cơ hội thăng chức lại rơi vào tay cháu trai của xã trưởng. Trong lòng anh tức giận bất bình, nhân cơ hội mọi người tụ tập ăn cơm liền hỏi xã trưởng, tôi đã làm việc 10 năm rồi, vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, điều này mà nghe được sao? Xã trưởng nghe xong liền nói mấy câu cho qua chuyện, cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3, vấn đề thăng chức cho cậu thực sự rất khó. Ra rằng nghe xong rất tức giận, liền vặn lại, chẳng phải đã nói 5 năm sẽ thăng chức một lần sao? Tôi đã liều mạng cống hiến cho công ty 10 năm rồi, tại sao từ đầu đến cuối vẫn chẳng được gì? Ông ta nghe xong chẳng chút động lòng, thậm chí còn lôi chuyện thời trung học của anh ra để cười nhạo. Lúc này, Dae Jang không thể nhịn thêm được nữa, anh túm lấy cổ áo ông chủ và hét lớn, từ chức, cẩn thận làm việc suốt 10 năm, đến cuối cùng, trong mắt họ anh vẫn chẳng là gì cả, anh đã thua. Phía bên kia, cô vợ Ja Jung cũng chẳng thuận lợi hơn anh là mấy. Trước đây, cô từng là phát thanh viên của trường, ước mơ lớn nhất của cô là được trở thành một phát thanh viên truyền hình. Nhưng vì đột nhiên có con, nên mọi kế hoạch của cuộc đời cô đều bị đảo loạn. Đợi đến khi những đứa con cô lớn lên và trở thành một học sinh trung học, cô cũng bắt đầu thực hiện lại ước mơ của mình. Cô dự định đi thi vào đài truyền hình, nhưng cho dù cô đã nỗ lực luyện tập năng lực nghiệp vụ đến đâu, nỗ lực giữ vóc dáng đến đâu, thì vẫn bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chỉ bởi vì cô là một người mẹ, may mà năm nay, có một đài truyền hình đã đưa ra chính sách tuyển dụng có chút khác biệt, khi phỏng vấn không hỏi năm sinh hay xuất thân, mà chỉ quan tâm đến năng lực nghề nghiệp. Ja Jung cuối cùng cũng tìm thấy hy vọng, cuối cùng, cô dựa vào năng lực của mình và chinh phục được tất cả những người phỏng vấn, và được tuyển vào đài truyền hình với thành tích đầu bảng. Giám đốc biết được thông tin cá nhân của cô, tuyển suốt nửa ngày, vậy mà lại để cho một người phụ nữ đã có con lấy vị trí đầu tiên. Ông ta tức giận không nói nên lời, lập tức ra lệnh phải sửa lại thứ tự danh sách, đưa một cô gái trẻ đẹp vốn đứng vị trí cuối lên vị trí đầu tiên, để Ja Jung trở thành người đứng cuối cùng. Hơn nữa, ông ta còn quyết định trong thời gian thực tập sẽ đào thải cô. Vì vậy mà, không có một chương trình nào cô được đạo diễn lựa chọn, Ja Jung chỉ có thể ngồi im trên bàn giấy. Chẳng dễ dàng gì, cô mới lấy được cơ hội ra ngoài phỏng vấn một minh tinh là vận động viên bóng chày. Nhờ lần đó mà cô nổi tiếng trên mạng, fan nhiều vô kể, nhưng lại bởi vì có người làm lộ chuyện cô sinh con từ hồi cấp 3, khiến cô phải nhận nhiều lời bình luận ác ý. Những cư dân mạng vốn ủng hộ cô, cuối cùng thái độ của họ lại thay đổi 180 độ, còn thi nhau mắng cô không phải là người tốt đẹp gì, lãnh đạo cũng đành chịu, bèn lấy lý do ảnh hưởng đến hình tượng của đài truyền hình, dừng chuyến công tác ra nước ngoài của cô. Cuộc đời sự nghiệp của cô lại một lần nữa bị thách thức. Khi còn trẻ, chúng ta tưởng rằng tình yêu là vĩ đại, đáng để từ bỏ tất cả. Nhưng chỉ có những người từng trải mới biết, hiện thực cuộc sống không hề đẹp đẽ như những gì ta tưởng tượng. Yêu sớm, kết hôn sớm, sinh con sớm, khiến cho cậu con trai Dae Jang vốn có tương lai tươi sáng, trở thành một ông chú bất tài, cũng khiến cho Ja Jung một cô gái xinh đẹp tài năng, gặp phải sự kỳ thị trên con đường sự nghiệp, còn tình yêu giữa họ lại bị cuộc sống giày vò đến mức chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại những trận cãi vã không ngừng. Vì vậy mà trước khi Ja Jung tham gia ứng tuyển vào đài truyền hình, cô đã đưa đơn ly hôn cho Dae Jang. Dae Jang nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao vợ anh lại muốn ly hôn. Người bạn tốt của anh thì đoán rằng liệu có phải vợ anh có người đàn ông khác. Bạn thân của Ja Jung thì lại đoán rằng nhất định là vì Ja Jung không thể chịu nổi bộ dạng hiện tại của Dae Jang. Nói đi cũng phải nói lại, cô bạn này còn là mối tình đầu của Dae Jang. Hồi trung học, Dae Jang cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường. Không chỉ đẹp trai, đánh bóng cũng hay. Hơn nữa, rất nhanh thôi anh sẽ được tuyển vào đội tuyển quốc gia, tiền đồ rộng mở. Trong một lần đi trên hành lang, cô bạn này đã ngẫu nhiên gặp Dae Jang đang chơi quay bóng. Vào thời khắc đó, trái tim thiếu nữ đã dành hết cho anh. Không lâu sau, cô tự tay gấp 1000 con hạt giấy, bẽn lẽn tỏ tình với Dae Jang, nhưng lại bị Dae Jang từ chối một cách lịch sự. Tôi nhất định phải trở thành một tuyển thủ trong đội tuyển bóng rổ quốc gia, vì vậy bây giờ từng giây từng phút với tôi đều vô cùng quý báu. Tôi không thể nói chuyện yêu đương. Với lý do này, cô có thể miễn cưỡng chấp nhận, do đó cô quyết định ủng hộ cho ước mơ của Dae Jang. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại nhìn thấy anh và Ja Jung có những cử chỉ gần gũi trên sân vận động. Cô ngẩn người. Chuyện này là sao? Không phải nói không có thời gian yêu đương sao? Vì vậy cô và Ja Jung đã xảy ra ẩu đả, cuối cùng cả hai đều bị thiệt. Vào ngày diễn ra trận đấu tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia, Dae Jang biết tin Ja Jung có thai, do đó anh đã từ bỏ trận đấu, chạy đến bên Ja Jung. Cô bạn kia cũng nhìn thấy, liền đuổi theo anh, vừa hay nhìn thấy Dae Jang đang ôm Ja Jung và quyết định kết hôn với Ja Jung. Vào thời khắc đó, mối tình đầu của cô đã chấm dứt. Trong buổi họp mặt bạn bè vào 10 năm sau, cô xinh đẹp bước vào. Cô của bây giờ đã là du học sinh về nước của một trường danh tiếng, hiện đang làm việc trong một công ty luật nổi tiếng, cũng có thể coi như là một người phụ nữ thành công. Tuy nhiên, cũng giống với những cô gái ở đó, cô tham gia vào buổi họp mặt này phần lớn là muốn được gặp lại mối tình đầu Dae Jang. Cửa mở ra, có người bước vào. Tất cả các cô gái đều mong chờ, họ đều hiếu kỳ muốn biết Dae Jang hiện đã trở thành người như thế nào.
nhưng không ngờ bước vào lại là một ông chú chán trường, thân hình phát tướng. Cô thất vọng, tôi còn tưởng là Đê Răng chứ, nhưng không ngờ Gia Dung vẫy tay gọi Đê Răng, chàng hát boy của trường năm ấy, vậy mà lại trở thành một ông chú như vậy. Có cô gái do không thể chấp nhận được, liền giận dữ bỏ đi, cô cũng không dám tin vào mắt mình. Sau khi say rượu, cô nhìn Đê Răng, người còn đang gặm chân gà và cười một cách ngốc nghếch kia, căm hận không nguôi, cậu đã xỉ nhục kỷ niệm của tôi. Nói xong liền ngất đi. Như vậy thì, nếu Gia Dung vì ghét bỏ bộ dạng hiện giờ của Đê Răng mà muốn ly hôn thì dường như cũng có thể hiểu, nhưng nguyên nhân thực sự lại đến từ một buổi gặp mặt khác. Cũng giống như cô bạn kia, rất nhiều bạn học sau khi tốt nghiệp đều trở thành ông nọ bà kia, còn Đê Răng lại là người tệ nhất trong số đó. Người khác có thể mời tất cả bạn bè ăn cơm, còn anh, ngay cả cái danh thiếp đưa ra cũng bị người khác ghét bỏ. Do đó, nhân một lần rượu say, anh oán trách Gia Dung vì tất cả những gì xảy ra trước đó. Từ sau khi kết hôn với cô, tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bị người ta xem thường, bị người ta cười nhạo, sao tôi có thể không hối hận cơ chứ? Tôi không muốn sống như vậy, cô biết không? Đê Răng thất vọng, anh oán trách cuộc sống. Anh mơ nếu có thể quay trở về năm 18 tuổi, lựa chọn lại, thì cuộc đời của anh cũng sẽ không đến mức tệ như vậy. Cứ như vậy, anh không ngừng cầu nguyện, ném quả bóng rổ đi. Đột nhiên sân vận động bị ngắt điện, đó là người quản lý đi vào và đuổi anh ra ngoài. Lúc này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hong Đê Răng đi vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ, vô tình phát hiện cô con gái của mình đang làm thêm ở đây, nhưng anh lại chẳng biết gì về chuyện này. Đê Răng nổi giận với cô, nhưng con gái anh lại chỉ coi anh như một kẻ điên. Khi Đê Răng nhìn thấy hình ảnh mình trong cửa kính, anh ngây người, anh đã thực sự quay trở về bộ dạng năm 18 tuổi. Đây có thể coi là một món quà hay là một sự trừng phạt đây? Đê Răng quay trở về nhà, anh tìm đến người bạn mình. Người bạn này lại coi anh như kẻ trộm và đánh anh túi bụi. Sau khi xác nhận thân phận của Đê Răng, hai người thương lượng, Đê Răng sẽ lấy thân phận của con trai anh bạn này, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống vườn trường tươi đẹp, đồng thời cũng có thể chăm sóc cho cậu con trai và cô con gái của mình. Sau khi đến gặp hai đứa con trong thân phận mới, Đê Răng mới nhận thức được, anh không hiểu chúng như anh vẫn nghĩ. Cô con gái bình thường luôn nói cô chẳng muốn làm gì, nhưng Đê Răng phát hiện ngày nào cô cũng lén đến cửa hàng tiện lợi làm thêm để kiếm tiền. Vấn đề của cậu con trai còn nghiêm trọng hơn thế. Hôm đó, trong nhà vệ sinh của trường, nghe thấy có người bị khóa trong phòng cách ly, anh mở cửa ra thì phát hiện bên trong lại chính là cậu con trai của mình. Rõ ràng rằng cậu con trai đã bị trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Đê Răng tức giận, anh hỏi cậu con trai chuyện này là do ai làm. Cậu không dám nói, chỉ căn dặn Đê Răng rằng đừng nói với người khác là cậu thả tôi ra, nếu không cậu cũng sẽ gặp phải phiền phức. Cậu con trai nói xong liền rời đi. Đê Răng đuổi theo đến nhà ăn để gặng hỏi, nhưng cậu vẫn không hề nói gì. Lúc này, đám học sinh đầu sỏ trong trường chủ động xuất hiện, trên tay cậu cầm quả bóng rổ, dẫn theo đàn em đi vào nhà ăn. Cậu con trai vừa nhìn thấy cậu ta liền sợ hãi quay đầu sang một bên. Tên đầu sỏ đi về hướng cậu con trai của Đê Răng, cầm quả bóng rổ ném vào đầu cậu. Lúc này, Đê Răng không thể nhịn được nữa, anh cầm chiếc ghế và đứng dậy khiêu khích với cậu học sinh đầu sỏ kia. Cậu ta chẳng thèm để ý liền vất quả bóng về phía Đê Răng, nhưng không ngờ Đê Răng lại tiếp được bóng một cách dễ dàng. Đê Răng giả bộ ném bóng về phía cậu ta, cậu học sinh bị dọa cho một vỗ. Đê Răng mỉa mai, những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu tôi đã gặp nhiều rồi, tưởng rằng bản thân mình rất lợi hại, thực tế trong mắt người khác cậu cũng chỉ như một thằng nhóc thích thu hút sự quan tâm. Cậu học sinh đầu sỏ này không còn mặt mũi nào, vừa muốn ra tay đánh Đê Răng thì thầy giáo đã đi tới và ngăn lại, nhưng những hành động ngang ngược của cậu ta thì vẫn không hề dừng lại. Khi đi trên hành lang còn cố ý va vào con trai của Đê Răng. Sau khi Đê Răng nhìn thấy, liền bảo cậu con trai không cần nhịn nữa, sự nhẫn nhịn chỉ khiến cho kẻ mạnh càng mạnh và kẻ yếu càng yếu. Đê Răng tìm đến cậu học sinh kia và tuyên chiến, đánh một trận chứ, đừng hiểu lầm là đánh nhau, mà là đánh bóng rổ. Hai người hẹn nhau, hai đấu hai, nếu cậu học sinh này thua thì về sau sẽ không được ức hiếp người khác nữa. Trận bóng đó, đương nhiên là Đê Răng và con trai đã thắng. Không chỉ giải quyết được vấn đề bị bắt nạt của cậu con trai, mà còn giúp cậu tìm lại được niềm tin với bóng rổ, hơn nữa còn trở thành bạn tốt với con trai mình. Cô con gái tận mắt chứng kiến tất cả, cũng ngày càng gần gũi hơn với Đê Răng. Đúng là một công đôi việc, tình huống trở lại năm 18 tuổi. Mặc dù không mới, nhưng bộ phim này đã giúp chúng ta nhìn thấy một mặt khác của hiện thực xã hội. Lựa chọn từ bỏ việc học, kết hôn sớm và sinh con, kết quả lại bị hiện thực xã hội đánh ngã. Đây chính là cuộc đời. Thế nhưng, sau khi đi sai một bước, giống như Gia Dung, không hề từ bỏ, kiên trì với ước mơ, nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Đây cũng chính là cuộc đời, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn quan trọng hơn nỗ lực một chút, phải vậy không? Mình là Kim Sán Sán, nhớ like và...